Vũ trụ là một nơi tuyệt vời và cách nó có được như ngày hôm nay là một điều rất đáng để biết ơn. Cho đến nay, dù khoa học đã đạt được những thành tựu to lớn, nhưng để khai thác hết vũ trụ là điều chưa thể. Nó vẫn giấu kín trong mình vô số bí mật, thách thức nền khoa học nhân loại. Trong tất cả các câu hỏi mà chúng ta có thể hình dung về vũ trụ, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất là tất cả đến từ đâu ngay từ đầu. Đây không phải là một câu hỏi dễ dàng, bởi vì để hiểu một thứ gì đó đến từ đâu, trước tiên chúng ta phải biết chính xác nó là gì. Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải hiểu đủ rõ các định luật vật lý để có thể tính toán kết quả của một hệ vật lý bắt đầu với một tập hợp các điều kiện ban đầu cụ thể. Chỉ từ những điểm khởi đầu đó, chúng ta mới có thể xác định những con đường khả thi để mọi thứ diễn ra như ngày nay và tìm ra những con đường đưa ra dự đoán phù hợp với vũ trụ mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, điều đáng chú ý khi xem xét vấn đề này là bất kể trong quá khứ hay tương lai, chúng ta đã hỏi câu hỏi này vào thời điểm nào, thì việc áp dụng một cách tiếp cận khoa học đối với nó sẽ luôn mang lại cùng một câu chuyện vũ trụ. Ngày nay, chúng ta đã đẩy các ranh giới trở lại rất xa, đã xác định được nguồn gốc của các hành tinh, ngôi sao nguyên tố, nguyên tử, v.v. Các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng thuyết phục về vụ nổ Big Bang nóng bỏng và thậm chí cả thông tin đưa đến trước khoảnh khắc sáng tạo kỳ diệu đó. Bất chấp tất cả những gì chúng ta biết, ẩn số sử thi hiện chưa có lời giải. Đây là nơi chúng ta đang ở ngày hôm nay. Ngày nay khi chúng ta nhìn vào vũ trụ vượt ra ngoài giới hạn trái đất của chúng ta, một bức tranh huy hoàng và khá toàn diện hiện ra. Chúng ta biết rằng hành tinh của chúng ta giống như mọi hành tinh khác trong vũ trụ, được tạo thành từ các nguyên tử, một bầu khí quyển khí, bao phủ, một trung tâm rắn, bao gồm các nguyên tử dày đặc nhất, nặng nhất. Các lớp nhẹ hơn nổi trên các lớp dày đặc hơn, dẫn đến cấu trúc thành phần giống như củ hành cho mọi hành tinh. Hành tinh lùn và mặt trăng đã được nghiên cứu đầy đủ cho đến nay. Các hành tinh đều trôi nổi tự do trong thiên hà và cũng quay quanh các ngôi sao. Chúng hợp nhất các nguyên tố nhẹ hơn thành các nguyên tố nặng hơn trong lõi của chúng. Khi một ngôi sao hết nhiên liệu, lõi của nó co lại và nóng lên. Nếu nó đủ nóng và đậm đặc, tập hợp các phần tử tiếp theo trong chuỗi sẽ tiếp tục hợp nhất. Mặt khác, ngôi sao chuyển đổi thành một tàn tích sao. Ở quy mô lớn hơn, các ngôi sao được nhóm lại với nhau thành các tập hợp lớn hơn, được gọi là các thiên hà. Với các thiên hà kết tụ lại với nhau thành các nhóm, cụm và thậm chí là các cấu trúc thượng tầng lớn hơn. Tất cả cùng nhau, chúng tạo nên một cấu trúc được gọi là mạng vũ trụ. Trong đó, các thiên hà được sắp xếp dọc theo các sợi, nhóm lại với nhau tại các điểm nối của các sợi đó, và ở đó cấu trúc được ngăn cách bởi các khoảng trống vũ trụ lớn, trống rỗng. Đó là những gì thuộc về vũ trụ. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn biết nó diễn ra như thế nào, chúng ta phải áp dụng các định luật vật lý cho vũ trụ và theo dõi sự tiến hóa của các hệ thống vật lý mà chúng ta biết là có tồn tại. Ví dụ như, chúng ta biết lực hấp dẫn hoạt động như thế nào. Chúng ta có các định luật của thuyết tương đối rộng chi phối nó. Vì vậy, bất cứ nơi nào có khối lượng hoặc năng lượng thì đều có hiện tượng hấp dẫn. Chúng ta biết cách thức hoạt động của điện tử. Bất cứ nơi nào bạn có một vật thể điện tích, dù đang chuyển động hay đứng yên, hoặc một sóng điện tử thì lực điện từ sẽ phát huy tác dụng. Chúng ta biết lực hạt nhân hoạt động như thế nào, bao gồm các quark và gluon liên kết với nhau để tạo ra proton và neutron, cách proton và neutron liên kết với nhau để tạo ra hạt nhân nguyên tử, và cách hạt nhân không ổn định phân rã phóng xạ. Và chúng ta biết cách tiến hóa theo thời gian đối với bất kỳ hệ thống vật lý nào mà chúng ta bắt đầu sử dụng. Nói một cách đơn giản, nếu bạn cung cấp cho một nhà vật lý một tập hợp các điều kiện ban đầu, mô tả hệ thống của bạn, họ có thể viết ra các phương trình chi phối sự tiến hóa của hệ thống đó và có thể cho bạn biết. Đối với các giới hạn của tính không, chắc chắn và tính không xác định vốn có trong tự nhiên, điều gì sẽ xảy ra, kết quả của hệ thống đó sẽ ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Vậy sao tất cả đã đến từ đâu? Thật hợp lý khi bắt đầu với trái đất, tràn ngập sự sống phức tạp, khác biệt và thậm chí thông minh, với bầu khí quyển, đại dương và phần bên trong nhiều lớp vỏ bọc, lớp phủ và lõi bên ngoài và bên trong. Ở mức độ đơn giản, trái đất được tạo thành từ các nguyên tử. Tuy nhiên, ở mức độ phức tạp hơn, trái đất được tạo thành từ tập hợp đầy đủ các nguyên tử bao gồm bản tuần hoàn, chủ yếu là sắt, oxy, silic, magie, lưu huỳnh, nickel, canxi và nhôm. Điều này thật thú vị bởi vì đây là những nguyên tố nặng áp đảo, trái ngược với những nguyên tố nhẹ nhất, hydro và helium. Nhưng hydro và heli, khi chúng ta xem xét vũ trụ ở khắp mọi nơi, trên thực tế, chúng phong phú đến mức chiếm hơn 99% nguyên tử trong vũ trụ, ít hơn 1% nguyên tử ngoài kia, theo số lượng, là bất cứ thứ gì nặng hơn.
Vì vậy, để tạo ra một hành tinh giống như trái đất, được tạo thành từ đá, kim loại, băng và các phân tử phức tạp, bạn cần phải có cách nào đó để tạo ra những nguyên tố nặng hơn. Sau đó tập hợp chúng lại với nhau ở một nơi đủ dồi dào để hình thành các hành tinh. May mắn thay, khi chúng ta nhìn vào vũ trụ, chúng ta thấy chính các quá trình cần thiết để điều này xảy ra. Bên trong các ngôi sao, phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra, xây dựng các nguyên tố nặng hơn từ những nguyên tố nhẹ hơn. Về cuối đời, những ngôi sao này, tùy thuộc vào khối lượng của chúng, sẽ có thể trở thành những gã khổng lồ đỏ, tạo ra các quá trình hạt nhân mới không xảy ra trong phần lớn cuộc đời của chúng, hoặc phát triển những cơn gió mạnh, có thể thổi bay một phần đáng kể khối lượng của ngôi sao. Ngôi sao cũng có thể chết trong một tinh vân hành tinh, với phần lõi còn sót lại co lại thành một sao lùn trắng. Hay nó có thể chết trong siêu tân tinh, suy sụp lõi, với tàn dư nổ tung trở thành sao neutron hoặc lỗ đen. Và những tàn dư đó, hoặc sao lùn trắng hoặc sao neutron, sau này có thể va chạm kích hoạt các phản ứng chạy trốn, tạo ra lượng nguyên tố nặng hơn còn dồi dào hơn. Điều này giải thích tại sao phù hợp với các quan sát. Chúng ta có thể tìm thấy các quần thể sao có ít thế hệ hình thành trước đó hơn, như ở quần ngoài của dải ngân hà, và chúng có lượng nguyên tố nặng ít hơn. Tương tự như vậy, có những quần thể sao mà số lượng lớn hơn các thế hệ sao đã hình thành, chẳng hạn như trong mặt phẳng thiên hà gần trung tâm thiên hà hơn, và chúng có lượng nguyên tố nặng dồi dào hơn. Trên thực tế, khi chúng ta nhìn xa hơn vào vũ trụ xa xôi, có thể thấy rằng không chỉ sự phong phú của các nguyên tố nặng tiến hóa mà chính các thiên hà cũng vậy. Gần đó, chúng ta tìm thấy các thiên hà xoắn ốc và hình elip lớn được nhóm và cụm lại với nhau dày đặc, với tỷ lệ hình thành sao thấp, khối lượng lớn, lượng khí tương đối thấp và tỷ lệ sao đỏ về tổng thể lớn hơn so với sao xanh. Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn và xa hơn, chúng ta nhận thấy hai sự khác biệt cơ bản trong các thiên hà mà chúng ta nhìn thấy. Một thiên hà càng ở xa thì càng kém tiến hóa, ít khối lượng hơn, ít cụm hơn, với sự hình thành sao đạt cực đại khoảng 11 tỷ năm trước và đã giảm dần kể từ đó. Giàu khí với lượng nguyên tố nặng ít hơn và có lượng sao xanh đến đỏ tương đối nhiều hơn so với hiện tại thiên hà ban ngày. Ngoài ra, gần đây khi các nhà khoa học đã chụp ảnh trực tiếp các đĩa hình thành xung quanh các ngôi sao mới, các đĩa tiền hành tinh, bên trong họ tìm thấy những khoảng trống, cụm và các bằng chứng khác về sự tồn tại của các hành tinh trẻ mới hình thành. Sau nhiều thế hệ, ngôi sao sống và chết, một thế hệ sao mới, giàu vật liệu tái chế từ các thế hệ đã chết trước đó, đã tạo ra các hành tinh, gồm cả những hành tinh bằng đá có thành phần cho sự sống. Trên thực tế, khi chúng ta nhìn xa hơn vào vũ trụ xa xôi, chúng ta có thể thấy rằng không chỉ sự phong phú của các nguyên tố nặng tiến hóa, mà chính là các thiên hà cũng vậy. Gần đó, chúng ta tìm thấy các thiên hà xoắn ốc và hình elip lớn được nhóm cụm lại với nhau dày đặc hơn, với tỷ lệ hình thành sao thấp, khối lượng lớn, lượng khí tương đối thấp và tỷ lệ sao đỏ về tổng thể lớn hơn so với sao xanh. Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn và xa hơn, chúng ta nhận thấy hai sự khác biệt cơ bản trong các thiên hà mà chúng ta nhìn thấy. Một là thiên hà càng ở xa thì càng kém tiến hóa, ít khối lượng hơn, ít cụm hơn, với sự hình thành sao đạt cực đại khoảng 11 tỷ năm trước và đã giảm dần kể từ đó. Giàu khí với lượng nguyên tố nặng ít hơn và có lượng sao xanh đến đỏ tương đối nhiều hơn so với hiện tại thiên hà ban ngày. Ngoài ra, một thiên hà càng ở xa thì ánh sáng của nó càng bị dịch chuyển một cách có hệ thống về phía các bước sóng dài hơn, một dịch chuyển đỏ vũ trụ. Tính chất thứ hai, khi bạn gặp trong thuyết tương đối rộng, dẫn chúng ta đến kết luận rằng vũ trụ đang giãn nở. Sự giãn nở khiến tất cả ánh sáng thể hiện sự dịch chuyển đỏ vũ trụ khi nó di chuyển qua không gian giữa các thiên hà. Vì vậy, các vật thể ngày càng xa sẽ có độ dịch chuyển đỏ lớn hơn, dường như sẽ di chuyển ra xa chúng ta nhanh hơn và có lẽ quan trọng nhất, sẽ nhìn thấy chúng một khoảng thời gian dài hơn, vì ánh sáng chỉ có thể truyền đi với tốc độ hữu hạn. Nhưng thực tế là các thiên hà phát triển và tiến hóa theo thời gian chỉ ra một điều khá sâu sắc, rằng nếu chúng ta có thể nhìn lại sớm hơn, có lẽ sẽ tìm thấy một quần thể gồm các ngôi sao và thiên hà đầu tiên, và xa hơn nữa không có ngôi sao hay thiên hà nào cả. Nếu vũ trụ mở rộng, nguội đi và trở nên hấp dẫn hơn theo thời gian, thì điều đó cho chúng ta biết rằng từ rất sớm vũ trụ nhỏ hơn, đặc hơn, nóng hơn và đồng nhất hơn so với ngày nay. Chúng ta có thể ngoại suy mọi thứ ngược lại, sử dụng logic này và áp dụng vật lý tích hợp trong phạm vi chúng ta muốn. Khi các nhà khoa học làm như vậy, họ đi đến một tập hợp dự đoán phi thường, vũ trụ sẽ chỉ phát triển các cấu trúc, chẳng hạn như các thiên hà, cụm thiên hà và mạng vũ trụ. Theo quy luật tăng trưởng hấp dẫn trong vũ trụ đang mở rộng, sẽ có một kỷ nguyên mà các ngôi sao và thiên hà đầu tiên hình thành, trước đó sẽ chỉ có khí nguyên sơ, thậm chí
Trước đó, sẽ có lớp bức xạ trong vũ trụ nóng đến mức không thể hình thành các nguyên tử trung tính, và do đó sẽ có một dấu hiệu về thời điểm chúng ta hình thành các nguyên tử trung tính ổn định lần đầu tiên. Và cuối cùng, thậm chí ở những thời điểm sớm hơn, nó sẽ quá nóng để hình thành các hạt nguyên tử ổn định. Và vì vậy, khi chúng ta nguội đi qua ngưỡng đó, chúng ta sẽ thu được một tập hợp dồi dào cụ thể cho các nguyên tố hình thành từ các phản ứng nhiệt hạch trong thời kỳ đầu vũ trụ. Tất cả những dự đoán này đã được xác minh cùng với một số dự đoán ấn tượng khác. Các nhà khoa học đã tìm thấy nền bức xạ vi sóng còn sót lại chỉ 2,725K trên độ không tuyệt đối, phù hợp với dư âm dự kiến của một vụ nổ Big Bang nóng bỏng, và đã phát hiện ra bằng chứng về những đám mây khí nguyên sơ đầu tiên và thấy rằng chúng chỉ bao gồm hydro, heli và một lượng nhỏ liti. Thậm chí đã gián tiếp phát hiện ra nền còn sót lại của neutrino, và phản neutrino được dự đoán từ dấu vết của chúng trên cả cấu trúc quy mô lớn vũ trụ và sự không hoàn hảo về nhiệt độ trong nền vi sóng vũ trụ. Và chúng ta biết, dựa trên các sự kiện quan sát được của vũ trụ, rằng nó phải được sinh ra với các hạt giống của thứ sẽ trở thành cấu trúc quy mô lớn của nó. Một quang phổ ban đầu gồm các vùng đậm đặc, đó là điểm sáng chói của lý thuyết lạm phát vũ trụ. Đây không chỉ là một cơ chế để tạo ra những dao động hạt giống đó, và không chỉ lạm phát sẽ giải thích các đặc tính đã quan sát được của vũ trụ, mà nó còn đưa ra những dự đoán mới về những dao động đó sẽ trông như thế nào. Lạm phát vũ trụ cho rằng, trước vụ nổ lớn nóng bỏng, nơi vật chất và bức xạ lấp đầy vũ trụ nóng, đặc, đồng nhất và đang giãn nở nhanh chóng, thay vào đó vũ trụ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có điều, thay vì không có năng lượng bên trong hoặc một lượng rất nhỏ như trong trường hợp năng lượng tới ngày nay, nó sở hữu một lượng năng lượng khổng lồ vốn có của cấu trúc không gian. Khi vũ trụ mở rộng, nhiều không gian hơn được tạo ra và do đó mật độ năng lượng không đổi. Kết quả là vũ trụ được in dấu các tính chất giống nhau ở khắp mọi nơi, nó bị kéo giãn sao cho độ cong của nó bằng phẳng, và các dao động lượng tử thường lan tỏa khắp không gian trên các quy mô cực nhỏ, thay vì bị kéo giãn do lạm phát thành các thăng dáng vũ trụ lớn. Theo lý thuyết về lạm phát, những biến động nhỏ sẽ tạo ra hạt giống của cấu trúc mà chúng ta có ngày nay, và chúng sẽ sở hữu các đặc tính như có cường độ gần như giống nhau trên tất cả các quy mô, được tạo ra trên quy mô lớn hơn chân trời vũ trụ, có nghĩa là quy mô lớn hơn ánh sáng có thể truyền đi kể từ khi bắt đầu vụ nổ lớn nóng bỏng, 100% đoạn nhiệt và 0% độ cong. Và nó cũng dự đoán rằng các tính chất của ánh sáng còn sót lại của vụ nổ lớn sẽ biểu thị nhiệt độ tối đa cho vụ nổ lớn nóng thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ tối đa có thể, nhiệt độ Planck. Thật không may, đó là khoảng cách xa nhất mà chúng ta có thể đạt được với sự hiểu biết về vũ trụ mà chúng ta có ngày nay. Do bản chất của lạm phát, nó buộc phải xóa sạch mọi thông tin tồn tại trong vũ trụ trước khi nó xảy ra. Trên thực tế, chúng ta chỉ có thể hy vọng có thể khôi phục được những gì đã xảy ra trong 10 đến 32 giây cuối cùng hoặc lâu hơn của lạm phát. Mặc dù chúng ta có thể tự tin khẳng định vũ trụ quan sát được đến từ đâu và giải thích nguồn gốc của rất nhiều hiện tượng bên trong nó, nhưng những câu hỏi về nơi những thứ như không gian, thời gian, năng lượng hoặc định luật vật lý đến từ đâu ngay từ đầu, hoặc liệu chúng có bắt đầu hay không, vẫn chưa được giải đáp. Các bạn khán giả thân mến, chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Kết Hà TV cho các bạn một ngày mới tràn đầy phúc. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng qua video này, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức mới về sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ trên thế giới. Các bạn thấy chương trình hôm nay có thú vị không? Các bạn có góp ý gì cho Thiên Hà TV để có những video hay hơn nữa? Chủ đề nào mà các bạn mong muốn ban biên tập chương trình thực hiện? Hãy nhanh tay để lại tất cả ý kiến của mình ở phần bình luận phía dưới nhé. Và ngay lúc này, đừng bỏ qua những video thú vị dành riêng cho bạn đang hiển thị trên màn hình. Các bạn hãy ủng hộ chương trình bằng cách like, subscribe Thiên Hà TV để theo dõi thêm nhiều điều mới và thú vị hơn. Ngoài ra, nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo nhanh nhất đến từ Thiên Hà TV.